đợi chút đi, chừng là có người vô thì chào. Đó. Con ghé ghé là MC đi. Con chọn hai chú. Mày cái chọn chọn không à? Quay. Quay quay mới nói được, chứ quay đâu có được. Hải muốn hỏi gì hai chú? Hải hỏi thôi, hỏi về quê hương rồi này, quê hương đất nước. Ai đừng có chính trị chính đéo gì đây. Bây giờ mình về hưu rồi mình bây giờ thế nào? Tại là vì có hai cái thế hệ. Chào khán giả chứ gì? Xin chào cả nhà, chào mọi người. Như là con chắc cũng là tâm là con các chú đúng không? Tại sao mình ngồi hai thế hệ để mình cảm nhận được là các cái thời kỳ cuộc sống khi mà còn nhỏ các chú sống Việt Nam, con cũng thế, con lúc còn nhỏ cũng sống lúc khoảng 5-6 tuổi con đã biết cái thời kỳ bao cấp mà hợp tác xã để cửa hàng tổng hợp đó mua đi bán này tùm lum ấy, rồi con đi con được sắp hàng thì thời bao cấp con sắp hàng đi mua thịt lợn rồi cá rồi đi mua gạo rồi đổi đi hồi đó là đổi gì, đổi tranh tre hôm nữa gì đó, nói chung là các cái thứ trong vườn có cái gì thì mang ra cửa hàng tổng hợp đổi cái đó. Ở đây đi sắp hàng mua tem phía mua nước mắm mua chăng, đặc biệt là con nhớ ngày đó là mua dầu ma dút, dầu hỏa đó, dầu chắc hỏa. Là dầu hỏa đúng không? Đi mua kia sắp hàng mua dầu hỏa đó. Để về làm đèn đèn dầu ha, nhớ ngày đó là phải có. Trong nhà nào phải có một ít dầu hỏa mua để về làm đèn dầu đúng không? Hỏi mọi người cái âm thanh ánh sáng được nghe rõ không mọi người? Để biết để điều chỉnh lại. Đâu cái phone bên đâu. Đây coi thử tao cái comment cho mình, đây không tao không thấy được. Rồi đây có thẳng để con vào cái máy của con đấy. Bấm volume. Con chào mọi người cái volume này. Bấm volume này. Bấm to hay gì? Không bấm nhỏ. Bấm ra. Bấm chào mọi người. Đóng nhỏ đóng đóng hết tiếng nè. Đóng đóng tiếng nè. Rồi mình tiếp tục comment thôi. Rồi ok, nó chiều rõ rồi. Nghe to rồi, nghe ok rồi. Ok. Ok rồi. Để mình coi cái tại vì cái kia mình không rồi xin chào anh Bình, anh Hồ Bình, rồi Ngô Đình, anh chị Ngô Đình, xin chào Khánh Phan, xin chào thứ nhất, chào thứ nhất nghe, chào mọi người, vô thứ nhất ơi, vô thì nhớ đừng có đem cây B40 vô nha, rồi ok, thế thì hôm nay đúng là cái số trời định đó mẹ ơi, tao nghĩ là chắc cái đại thôi, bác Mỹ chắc ở xa xa lắm, đại lắm ở quận nhất quận ba vậy đó, ai ngờ nó hỏi ra nhà nó đi chỗ mà nó mướn hotel ở gần nhà tao chỉ có 5 phút rồi, trời đất ơi thì nó khổ ghê. Mà cách nhà con 300 mét, cái lẩn quẩn sao mà nó tao cứ bị dính líu vào những cái mối quan hệ mà nó quá là gần. Cái khách sạn đó là cũng cái khách sạn mà của người quê hương con, người đồng hương, người Hà Tĩnh. Có giới thiệu qua thì không có liên hệ mình mới biết. Duyên thôi, đúng là duyên đó. Thế này khách sạn đó có nghĩ sau này mình làm clip này sẽ có rất nhiều cụ về hưu có thể về Việt Nam chơi, có thể là tới ở cái khách sạn mà chú Thomas đang ở. Đó là khách sạn xây con nói rất là quy mô, rất đẹp và rất nhiều phòng, có đủ tất cả các dịch vụ, nói chung là chăm sóc sức khỏe có luôn. Đó là khách sạn đó thì nó VIP rồi. Và trước đây á, cách đây khoảng hơn một năm á, thì cái khách sạn đó là cái người quản lý khách sạn đó là lại bàn con thế à? Trước đây là khách sạn là quản lý bàn con thì bây giờ thế này đến đó con nghĩ đây là một cái duyên, vì trước đây anh bạn đó con cũng giúp đỡ anh bạn đó nhiều và không may anh đó bị mất vì bệnh bị đột quỵ, cho nên là đến cái này đến đó là tại sao con nói sao mà có duyên ở thế này. Hôm nay có hình ảnh của Thomas Nguyễn cũng hy vọng là vì con đã giúp đỡ ngày xưa anh còn sống mình giúp đỡ nhiều, bây giờ anh đi rồi mình đến đó trong lòng mình cứ cầu nguyện cho anh anh siêu thoát cái này đến đó đó. Thì cũng hy vọng là và ông chủ, ông bà chủ đó đối xử với anh cực kỳ tốt. Hiện tại cô con gái của anh đó vẫn đang ở đi học đại học mà ông bà chủ nuôi luôn. Vậy tốt quá ha. Ông bà chủ đang nuôi cái cô con gái mà của ông anh mà ở đó bị mất á, là nuôi đại học, ăn đại học luôn, và nói chung là chăm lo công việc cho học hành đấy đầy đủ. Cho nên là hy vọng là khách sạn hôm nay mình làm clip là mình làm để mong khách sạn đông khách hơn,
để có nói chung thế nào kính phong. Mong rất nhiều các cô các chú các bác ở nước ngoài ủng hộ. Về nếu về thành phố Hồ Chí Minh hãy ghé qua khách sạn Nhật Hoàng ha. Nhật Hoàng. Tại đường Nguyễn Văn Quá ngay ngã tư chợ Cầu. Đó là quận mấy? Đó quận 12, phường Đông Hưng Thuận quận 12. À. Đó là khách sạn Nhật Hoàng số 12 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này con chỉ nhớ vậy thôi, nhưng mà đúng rồi, số 12 luôn á. Phải số 12 được nhớ cái số 686. 686 là cái xe của nó một bộ một tí. 686 Nguyễn Văn Quá thì tới đó sẽ thấy cái khách sạn rồi. Cái khách sạn đi vô từ Nguyễn Văn Quá đi vô khoảng xe khoảng 10 mét. 10 mét. Đúng rồi. Thì đơn giản thế thôi. Mà nếu mà ai mà không có nhớ khách sạn thì cứ gọi số điện thoại là 0906881158 mình để hướng dẫn cho tới đó. Hoặc là lên Facebook gặp chú Cầm Nguyễn. Hoặc là lên YouTube gặp chú Thu Mạc Nguyễn sẽ biết được cái khách sạn đó để ở. Và mình thì nói chung bạn bè mình kinh doanh về ngành khách sạn về nhà ở thì rất nhiều, kể cả nếu mà ở hàng năm á, thì sẽ có những cái kể cả khách sạn này mà nếu ở hàng năm á, sẽ mình sẽ đến nói bà chủ ông bà chủ giảm giá cho thành khoảng 1/2 chẳng hạn đấy. Khẳng định luôn, hàng năm 2/3 như thậm chí là một nửa luôn. Chút là hài về hài nói ông bà chủ thế gọi ra anh con mặt ở đó thì giảm giá cho 80% đi. 80 cũng được nữa. 80% mới được thêm một tháng nữa. Đó, cho nên là có nhiều cách ở Việt Nam thì các bạn biết là nếu mà ở nhà trò nhà anh mini á, phòng mini thì tất cả nội thất là họ cũng sắm được đầy đủ. Thì có giá từ 3-4 triệu một tháng. Cái phòng mình ở là 150 square feet á. Thì cũng có những cái gọi là căn hộ mini á. Căn hộ mini thì nó giá nó rẻ hơn nhiều. Nhưng mà cái đó thì lại mình phải tự lo giặt giũ. Còn như khách sàn thì họ chăm sóc cho mình hết. Dịch vụ ấy thôi. Nhưng mà nếu mà về ở lâu dài hàng năm á, thì có gia đình có người nhà thì có thể là thuê một cái căn hộ mini giá 3.5-4 triệu đổ lại là đẹp rồi. Hai người luôn, hai ba người thoải mái luôn, không có giới hạn, họ cho để mức độ 3-4 người đổ lại đó. Thì có nói cái mức độ mình chủ yếu là ra đường rộng rãi, có khách sạn, có quán cà phê, có các cái khu vui chơi được rồi, còn ở thì phòng vài 30 mét vuông cũng được rồi ha. Đập rưỡi đô có cái phòng đẹp lắm. Quán cà phê tên gì ạ? Quán cà phê này là khuya. Quán cà phê đang ngồi là quán cà phê khuya. Mà đang ngồi mình đang ngồi buổi sáng không có khuya. Khuya cà phê. Quán cà phê này mở cũng khuya lắm á. Mở khuya lắm. Mọi người hỏi cái này là thấy hỏi chú Cầm về chú Thô Mát á, mấy ngày này là Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi tới Mỹ để họp về bàn về gì đó hiệp về cái gì về kinh tế đó. Hiệp ước thương mại. Gì về hiệp ước thương mại với về châu Mỹ vì Việt Nam gì đấy. Thì nói chung là con cũng bận biểu quá không có theo dõi, nhưng mọi người hỏi là đợt này hơi buồn, sao không thấy cái gì ngày hồi của cơ ba sọc đó, không thấy ai đi vẫy nữa, ai không thấy ba sọc ra chào đón. Cái đó thì nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà có cái điều như vậy, tất nhiên là càng ngày cái mối quan hệ giữa Việt Nam mình nó thắt chặt. Và hiện giờ đang nâng lên một mức tối đa. Thế thì từ hồi xưa tới giờ thì những người mà coi như là không thiện cảm với đất nước mình, họ đứng sau lưng lá cờ vàng. Nhưng mà những năm tháng gần đây á, thì cái lá cờ nó bị thất sủng, mà nó nặng vậy. Thất sủng là bởi vì chính phủ Mỹ thất sủng, chứ không phải là người Việt Nam thất sủng mẹ gì đâu. Nhưng có điều họ cảm thấy họ bị thất sủng. Điểm thứ nhất là cái mối quan hệ càng ngày càng gắn bó với Mỹ, nó hẳn là như vậy. Mới tình hình thì Việt Nam mình thì Tổng thống Mỹ bước qua đây thôi, thì họ cũng đã biết rồi. Vì chỗ đó như là họ, với lại nó cũng gần đây á, mình cũng nghe tin trên mạng là cũng có những người Việt Nam mình đã xâm nhập vào cái đầu Capitol, cái quốc hội Mỹ đó, thì họ đã bắt, và họ mới đây nhất là cô gì Linh gì Mai Chi gì đó không biết nữa, đã bị bắt và đã bị còng tay và đã cấp chữa kêu án, và hình như người Việt mình đã 40 mấy người rồi.
và tổng số những người bị kêu FBI kêu gọi và đã mà lên án mà để đi xử thì rất là nhiều, cũng ngàn mấy người rồi. Thế thì họ nói chung cách họ trùng tay thôi, nhưng mà mình nghĩ chắc là thời gian tới nữa, sau vài ba năm nữa nghĩ chắc là cái chuyện nó cũng mới hết. Là bởi vì sao, mình cũng xin mọi người nghĩ lại là cho chúng ta là người Việt Nam ở đâu cũng là một dòng máu đỏ da vàng cả, nó qua cái thời kỳ đó rồi, cái thời kỳ đó cũ quá rồi, nó đã nửa thế kỷ rồi, chứ nó đâu phải là một ngày một bữa gì đâu. Cho nên vì cái chỗ đó chúng ta nên bỏ qua mọi cái sự gọi như là hận thù, mà một cách nói một cách khác là hận thù một cách theo tôi, theo chủ yếu của tôi là vô cớ. Là bởi vì sao, không ai trên dãy đất Việt Nam mình, bất cứ người dân miền Nam hay là bất cứ ai cũng muốn hòa bình và cũng muốn hai miền Nam Bắc sum họp thống nhất đất nước. Cái điều đó là cái điều mong mỏi cho tất cả mọi người dân, từ một người bán vé số, một người ăn xin cho đến một cấp lãnh đạo, ai cũng vậy mà thôi. Chỉ có những thành phần cá biệt, cá biệt ở đây có nghĩa là họ mang cái hận thù quá lớn và không hiểu đất nước mình như thế nào, không hiểu đất nước mình nó phát triển rồi, nó có những cái đời sống gì ngay tại những điểm bây giờ. Thì mình thấy đó, mình về khá lâu rồi, cho nên vì đó mình mới hiểu được cái xã hội của Việt Nam mình. Giống như là cô bác biển về ra những mấy tháng thì thấy cuộc sống Việt Nam mình rất là tự vại và người dân hưởng lợi rất là nhiều. Thế thì mình chỉ hiểu một, mình chỉ mong muốn một điều là tất cả mọi người nên bỏ qua những cái chuyện mà không đáng có nghĩa là những cái chuyện mà như là ly cà phê sữa cả. Có những cái chuyện mà hình như là mình cảm thấy nó xưa như quá đất rồi. Cũng đừng nên quy chụp, rồi cũng đừng nên là nói xấu rồi xúc xỉm về biểu đất nước Việt Nam mình. Cà phê sữa đá xuống. Dạ chờ nhớ xong tôi còn rồi. Dạ. Đó, mình chưa có mấy lời muốn nói với tất cả mọi người chống đối Việt Nam mình với bên kia thế thôi. Còn cái chuyện này ở đây mình không có chỉ trích hoặc là có nói nặng nói nhẹ bất cứ một ai. Mình mới cảm thấy là từ ngày mình đến nặng bây giờ mình chỉ phản biện hoặc là mình chỉ nói lại những người nào nói sai về đất nước Việt Nam của mình mà thôi. Ngay bây giờ thì tôi về Việt Nam thì tôi lo những cái thủ tục giấy tờ cá nhân cũng giống như Thomas Nguyễn vậy, có nghĩa là tất cả mọi cái đều đi kêu về Việt Nam đều ok cả. Tất cả những cái thủ tục hành chính về căn cước công dân, hộ khẩu, sổ khám bệnh, khám bảo hiểm y tế, và nói chung là tất tần tật đều được làm được hết. Thế thôi. Rồi Thomas Nguyễn có vài lời muốn nói gì với lại tất cả mọi người không? Rồi mọi người đặt câu hỏi đi, rồi nếu cái gì trong khả năng mình biết thì mình trả lời. Ok. Cái này kính thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần trên cái kênh của tôi rồi. Thì có kênh riêng hả? Em có cái kênh riêng Cali bốn mùa. Cali bốn mùa. Cali bốn mùa. Biết không? Tao thiệt mình anh nói thiệt với em, anh không biết một cái là kem gì cả. Anh chỉ biết là khi anh buồn buồn mà cảm thấy mà có gì mà stress là anh lên là anh làm cho một phát rồi xong anh rút. Anh chẳng thèm coi ai chứ, ai cũng làm chỉ làm. Tốt rồi. Đây thì tốt rồi. Để làm sao có cái tiếng nói cho quê hương dân tộc là được rồi. Thì mình cũng trình bày cảm nghĩ của mình thì cũng có ở trên đó rồi, nhưng cái cảm xúc đó các bạn cũng muốn vào cái kinh Cali bốn mùa đó, tôi có ngày hôm qua tôi có lên cái trình bày cảm xúc của tôi ở trên đó rồi, những cái chuyến về thăm quê mẹ Việt Nam. Thì mọi người vào kênh Cali bốn mùa đăng ký kênh cho giúp cho chú Thomas nha, để chú Thomas có không gian để tâm sự về những ngày rong ruổi ở Việt Nam chẳng hạn. Cho cái mục đích kinh mình cũng làm để mình không đặt nặng về vấn đề kinh tế đâu. Thì vấn đề coi như là mình là một cái chia sẻ niềm vui. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn ấy, là một cái tâm sự, một cái tiếng nói như là một người con xa xứ. Xa xứ. Đúng rồi nội dung kinh này vậy. Thì về cái coi như là chia sẻ những cái tâm tình giống như bao nhiêu người giống như bác cầm chia sẻ vậy thôi, giống như là một hạt cát trong sa mạc thôi, để chia sẻ rồi để mình có một cái chí hướng là về vấn đề đoàn kết yêu thương lẫn nhau mà thôi. Thì tôi cũng nói tóm tắt ở trong cái kênh như vậy là cái kênh của tôi cũng giống như là cái chủ yếu của tôi là tôi cũng sống trong miền Nam, thì bác cầm cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa và
và cha anh của tôi, cha của tôi còn lính lính Việt Nam Cộng Hòa, và những người của tôi thì đa số là phục vụ ở miền Nam nhiều hơn. Đúng rồi. Phục vụ miền Nam. Mình cũng nói thêm cái điều này là có nghĩa là tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mình nói đi nói lại đó hàng trăm ngàn lần rồi, có nghĩa là khi mà 30 tháng 4 cái ngày mà thống nhất nước ấy, thì còn một số còn lại cả triệu quân và họ vẫn đồng hành với đất nước. Họ đang ở lại và có người đã lên ông lên bà và có những người đã mất, cao tuổi lắm rồi. Có nghĩa là như vậy, họ chưa bao giờ phiền hà đất nước này một cái gì. Họ chưa bao giờ chống đối một đất nước một cái gì. Và họ hò hởi phấn khởi. Tôi đã gặp những người bạn bơ đồng ngũ, có nghĩa là cùng một thời đó, thấy không? Họ cũng có cha con, có cháu ngoại, cháu nội, hiện giờ là gia đình rất hạnh phúc. Và hầu như ai cũng khái giả hết đây. Nếu nói trong quá khứ thì cũng có nhiều cái sự đau thương, cũng có những cái này cái kia. Nhưng mà nhìn về hiện tại để mà xây dựng một quê hương dân tộc á, thì chúng ta nên xây dựng ở hiện tại để hướng về tương lai. Tại vì trong quá khứ thì cuộc chiến tranh thì hai miền đều mất mát hết. Tôi cũng tìm hiểu ở miền Bắc rồi, tôi tìm hiểu, tôi phải đi tìm hiểu chứ. Tôi về Hà Nội không phải là về một vài lần, tôi về tất cả ba lần. Tôi về tôi để tìm hiểu, để học hỏi, để tìm hiểu tâm tư của những người và mình biết được những cái cuộc chiến tranh nó xảy ra như thế nào. Và những ở đâu đúng và ai đúng và ai sai thôi. Nói chung ra là chúng ta đều mang một cái nỗi đau thương chung hết giữa hai miền Nam Bắc. Đúng thì nói đúng ra thì cũng như nhiều lúc tôi nói với các bạn, hay nhiều lúc các bạn chưa có hiểu hết, các bạn có thể là mình ở trong miền Nam có một vùng nào đó mình ở quá yên bình đi, gần những cái căn cứ bị động thì nó yên bình, còn những cái vùng ví dụ như Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi này kia, còn Nha Trang, Cam Ranh thì nó yên bình hơn, thì Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quế Sơn, Bắc Cường, Quế Sơn rồi như là hàng ngày, tôi cũng có cầu đã hy sinh ở đó và không có tìm thấy xác. Biết bao nhiêu người hy sinh tôi cũng có hai người thôi đã như vậy thôi. Nhưng cái đoạn này để con nói cho thế này này, con nói phân tích cái này này, hai thế hệ mà rất quý hai chú là đi để trở về và đi lao động ở nước ngoài và đi kiếm việc kiếm cơm, rồi bây giờ là đến tuổi về hưu đã được về quê hương để hít cái không khí quê hương, nơi quê cha đất tổ, nơi quê mẹ mình, nơi tổ tiên 4.000 năm dựng nước, và có ông bà, có ông cha, ông cố, ông tổ, ông tiên thì mới đẻ ra mình, cũng như con đây cũng thế. Và con thì năm nay cũng 45 tuổi rồi, cũng trải qua những thời kỳ tháng ngày là đất nước lúc cấm vận và cũng có khi ăn bo bo. Nhưng mà con nói chú nha, lúc mà thời kỳ con nói chú Thomas và chú cầm nghe đây này, con cảm giác nhiều người mới hỏi này, cái thời cấm vận là tụi bay có khổ không? Nói con mới nói này, hồi đó tụi tôi còn nhỏ, năm 84, 85, lúc đó con 3-4 tuổi gì đấy, con vẫn nhớ theo mẹ đi bắt lúa là người hợp tác xã đấy. Nhưng mà con cảm giác hồi đó là tuy là vật chất vì nói về đồ dùng á thì đúng là khó, đường đi đồ thì nó rất là khó khăn, mình nói khó khăn đi, nhưng mà về cái ăn con thấy hồi đó sướng nha. Bởi vì thế này, có thể là ăn cơm mì, ăn cơm bo bo, có thể là ăn cơm hấp ngô, nhưng mà ngược lại thế này này, thịt là mẹ chia cho một đứa được 2 miếng thôi, nhưng mà 2 miếng thịt đó nó cảm thấy nó ăn nó ngon gì đâu á, nó sướng gì đâu á, ôi đó kiểu đói quá. Miếng khi đói bằng gói khi no. Đúng, con cảm giác cái hồi đó con mới cảm thấy sướng, ăn miếng thịt hồi đó sướng lắm. Hoặc là hồi đó con cá biển, cá nướng các chú á, về mà một chén cơm có khi hấp mì hấp khoai, nhưng mà cảm thấy lúc đó ăn chén cơm nó cũng sướng. Ăn cái con ngon. Mắm cá tích ấy, nó cũng sướng. Ngon đúng không? Chú cũng thế không? Đúng không? Bây giờ thì nhiều quá rồi. Bây giờ mọi thứ nó đầy tràn trề đó đúng không? Mà nhiều khi nói thật cho con mình, con ở nhà nhiều khi con phải đút cho nó ăn á. Hỏi nó ngày tối nay ăn cái gì con? Đây, ba làm cái đó cái kia nó mới chịu ăn đó. Nói chung bây giờ thì nhiều quá. Thừa bữa ra, sinh ra là cái cảm giác ăn bây giờ nó bình đến thường. Bữa phải ăn thôi. Đến bữa phải ăn chứ khỏi nó hư cái bao tử thôi, đói cái bao tử thôi. Bởi vậy bây giờ ta hiện người ta cái món khoái khẩu của tôi nhất là ta không cần phải là cao lương mỹ vị mà ta lại tìm lại những cái món ăn dân dã ngày xưa. Chẳng hạn như là cá lóc nướng chui, rồi những cái món ăn mà người ta hồi xưa ta ăn như cơm cháy và nước mắm mỡ hành nữa. Để cái vậy đấy. Thèm phải không? Thế thì mới hiểu là được điều là khi con người ta mà đã qua cái thời kỳ khổ cực rồi đó, thì ta mới nhớ lại cái cảnh ngày xưa khổ. Đây là một điều mà mình nghĩ lại.
và mình mới hiểu được cái giá trị cái cuộc sống bây giờ. Đúng rồi, mình trân trọng những cái gì. Trân trọng, đúng rồi, trân trọng. Chào mọi người. Chúc bà con cô bác một ngày mới vui tươi. Rồi, chúc tất cả mọi người vui vẻ ngày mới nha.